Xin chào các bạn, và trong video này mình chỉ muốn nhấn mạnh cho bạn một cái ý này thôi. Đó là con ChatGPT sinh ra nó đã có cái tư tưởng là phải là hoàn hảo rồi và nó không vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, trong cái quá trình bạn sử dụng, bạn yêu cầu nó, bạn ra lệnh cho nó làm cái điều gì đó hay là gợi ý những cái thứ mà nó liên quan đến pháp luật hay là về đạo đức thì nó sẽ không bao giờ nó làm được các bạn. Và các bạn hiểu được rằng là gì? Nó là luôn luôn hoàn hảo. Nó luôn là một cái gì đó rất là tốt đẹp. Nó sinh ra để nhằm mục đích giúp phục vụ những công việc cho con người, để giúp cho chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn, giúp cho chúng ta có thể thực hiện một cái công việc nhanh hơn, hay là giúp cho chúng ta đưa ra những ý tưởng tuyệt vời hơn. Và các bạn sẽ thấy ở trong cái video ở phía sau này, mình có đưa ra những cái ý tưởng như là ví dụ là đập cửa, phá khóa cửa, thì nó sẽ nói là đây là một hành vi trái pháp luật và nó sẽ không bao giờ đưa ra kết quả. Hay là mình bảo là đập chết con rắn, nó bảo đây là cái điều không nên và nó cũng sẽ không làm. Như vậy là nếu như các bạn sử dụng nó với mục đích xấu thì các bạn hãy loại bỏ ngay khỏi cái suy nghĩ đó ở trong đầu nhé. Bởi vì con này nó sinh ra nó để giúp chúng ta mà. Nó có thể giúp chúng ta cải thiện năng suất, giúp tiết kiệm thời gian, giúp chúng ta hoàn thiện công việc, giúp chúng ta lên ý tưởng, giúp chúng ta lên kịch bản, giúp chúng ta làm tất cả mọi thứ. Nhưng những thứ đó phải hướng đến cái điều tốt đẹp, chứ nó không bao giờ nó làm cái thứ mà trái đạo đức, trái cả pháp luật, và nó luôn luôn giữ một cái hình mẫu hoàn hảo. Và cái video này, một lần nữa mình sẽ nhấn mạnh với các bạn một ý đó là gì? Các bạn phải hiểu rằng con này nó rất là thông minh, nó rất là hoàn hảo, và nó luôn luôn là không bao giờ vi phạm pháp luật, không bao giờ vi phạm về đạo đức của con người. Và video ngắn này mình xin kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.